Ui, video hay thế nhở. Thôi, đổi sang cái video khác đi. Đây có vẻ chiếc xe X-Men Plus của hãng Mega. Nghe nói tốc độ của nó lên tới 50 km/h, đi 100 km chỉ với một lần sạc, tiết kiệm gấp 33 lần xe máy phải không nhỉ? Được đấy. Ok, đã xác nhận mục tiêu, tôi xử lý ngay đây. Giơ tay lên. Giới thiệu với anh, tôi là cảnh sát xem chùa. Đây là thẻ mua sắm của tôi. Nhìn đi. Có chuyện gì đấy anh? Tổ chức phòng chống xem chùa vừa thông báo với tôi rằng anh đã vi phạm điều luật số 69 của Bộ luật An ninh mạng 2020. Đó là xem video mà không thả một cái like nào cả. Thế tội em có bị nặng không anh? Anh yên tâm. Với cái vi phạm này, hình phạt tối đa cũng chỉ là xử phạt hành chính hết khoảng vài trăm thôi. Bây giờ thì tôi sẽ kiểm tra lịch sử lên mạng của anh, xem là anh còn vi phạm những lỗi nào nữa không nhá. Xem nào. Anh đã xem tổng cộng 7.749 cái video. Và cái gì đây? Thằng em mày điên à? Đi rồi. Mày điên à? Mày xem 7.749 cái video mà mày chưa từng like một cái video nào á? Cái thằng xem chùa này, mày láo, mày mất dạy. Anh ơi, em xin lỗi, em không cố ý. Từ từ. Nghe anh có gì bình tĩnh nói chuyện. Anh ơi, cứu em với. Thằng này, nó xem 7.000 cái video mà nó chưa xem một cái video nào cả. Vãi cả tao cũng xước bây giờ là cái video. Mày tiếp rẻ một xe à? Nani? Em không ngồi. Nghĩa, sao bị ăn đòn thế anh? Bạn ơi, cứu tôi với. Tao đến cứu mày đây. Ôi bà ta. Từ từ. Thằng này xem 7.000 cái video mà chưa comment một cái video nào cả. Mày điên rồi nhá. Mày xem video của người ta mày tiếp một comment khen à? Đấy, bọn kia, ta là tổ trưởng của dân phố đấy. Chú ơi, nhà cháu ngay cạnh nhà chú. Chú cứu cháu với. Đây là nơi công cộng, nghiêm cấm bạo lực, ai cho chúng mày đánh nhau đây? Thằng này, nó xem video trên YouTube, nó chưa sắp một cái kênh nào cả. Người ta mất bao nhiêu công để làm ra một cái channel của mày, người ta một cái đăng ký á. Đấy đấy, đánh nó. Thôi. Thằng này, chắc là nó rút ra bài học rồi đấy. Anh em tha cho nó đi. Ơ, khoan đã. Thằng này, nó còn chưa lập một cái nick YouTube nào cả. Ôi, thằng này điên rồi, đánh lại. Không được rồi, thằng này phải cho học lại một khóa cách ứng xử trên mạng xã hội thôi. Anh em khiêng nó đi. Đấy đi. Đấy đi.
chúc mừng anh đã tốt nghiệp khóa văn hóa ứng xử trên mạng xã hội. Giờ đây, cậu đã trở thành một cư dân mạng có văn hóa. Cảm ơn anh và cảm ơn tổ chức phòng chống xem chùa rất nhiều. Bây giờ anh dự định làm gì? Bây giờ dự định lập một tài khoản YouTube để đăng ký và like tất cả những cái video mà tôi đã từng xem chùa trước đây. Chúc cậu may mắn nhá. Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại nhá. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại nhá. Đôi khi một hành động nhỏ cũng có thể thay đổi một con người. Một tương tác nhỏ của các bạn cũng có thể giúp người khác có thêm động lực để ra những sản phẩm tiếp theo. Hãy hành động ngay bây giờ bằng cách subscribe cho channel của Pinh Lê nhá.